gương trung hiếu. Lúc người Pháp vừa đặt chân đến đất Việt Nam, chắc không còn ai lạ gì với quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực. Ông sinh năm 1837 tại tỉnh Bình Định, Trung Phần, trong một gia đình chài lưới ở cặp bờ biển, con của cụ Nguyễn Trung Thăng. Cũng có thuyết nói tên ông là Chơn hay Lịch, Quảng Chơn, Quảng Lịch, ở tỉnh Tân An, Nam Phần. Song vì bà cụ thân sinh ông nói tiếng hơi cứng nên xác định quê ông ở Bình Định đúng hơn. Vì căm thù quân Pháp nên gia đình ông và số người đồng hương di cư vào Định Tường, Nam Phần. Trong đoàn có cụ Quảng Cơ Lê Đình Dạng đứng ra chiêu tập nghĩa binh trên 200 người trực cơ đánh Pháp. Sau vì già bệnh, cụ Dạng giao binh quyền cho cụ Nguyễn Trung Trực. Từ đây ông lập được nhiều chiến công oanh liệt như sau. 1. Ngày 10 tháng 4 năm 1861, Thủy sư Đô đốc Xẹt Ne cho quân đổ bộ lên bờ sông Bảo Định. Chính cụ Nguyễn điều động nghĩa binh tiêu diệt hơn 30 binh sĩ Pháp và tên chỉ huy Bông Đai bị hạ tại chỗ. 2. Ngày 22 tháng 6 năm 1861, tướng Phô Linh Văn tiến đánh Định Tường, bị cụ Nguyễn dùng kế không thành đánh tướng Phô Ly trọng thương và quân Pháp chạy bán chết bán sống. 3. Kế quân Pháp gom toàn lực bao dây đồn thuộc nhiêu, cụ liền phân binh trong một đêm đánh triệt hạ 7 đồn binh của chúng. 4. Ngày 11 tháng 12 năm 1861, ngài dùng quả công đánh đốt chiếc tàu Esperance tại dàm sông Nhật Tảo. Ngọn lửa cháy ngất trời cả một khúc sông. Chính cụ chém được đầu trung tá Bạc Phai, xách lên bờ cho dân chúng xem. 5. Đêm 5 tháng 6 năm 1866, ngài tiến đánh đồn Kiên Giang Rạch Giá, giết được 5 võ quan Pháp và 67 lính Tây, bắt sống 6 tên và đoạt được 100 khẩu súng cùng vô số đạn dược. Sau cùng bị số người theo Pháp bài mưu bắt mẹ ngài và cả trăm đồng bào giam giữ, buộc ngài ra mặt họ mới trao trả. Bấy giờ ngài thấy cuộc kháng Pháp không thể kéo dài thêm nữa, giả lại cần cứu sống hàng trăm nhân mạng nên ngài phải giải tán nghĩa binh rồi tự trói mình ra nạp cho Pháp để chuộc mẹ và số đồng bào. Quân Pháp dùng đủ cách dụ hàng nhưng không thể lai chuyển được lòng trung nghĩa của ngài, cho nên họ đem ngài ra hành quyết vào ngày 28 tháng 8 năm Mậu Thìn nhằm ngày 27 tháng 10 năm 1868. Trước khi tử hình, ngài có ứng khẩu ngâm bài thơ tuyệt mệnh, lời lẽ khí khái và thống thiết vô cùng. Thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên, yêu gian đợm khí hữu long tuyền, anh hùng nhược ngộ vô dung địa, báo hận thâm cừu bất đáy thiên. Thi sĩ Đông Hồ dịch. Theo diệt binh nhung tự thuở trai, phong trần hăng hái tuốt gươm mài, anh hùng gặp phải hồi không đất, thù hận chan chan chẳng đội trời. Sau khi dị quốc vong thân, ngài được vua Tự Đức Sắc Tứ truy phong là quan thượng đẳng đại thần. Hiện giờ đền thờ chánh của ngài tại xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh Kiên Giang, Rạch Giá. Nhắc đến gương trung hiếu lưỡng toàn của ngài Nguyễn Trung Trực, Đức Thầy đã có câu: Trung giới hiếu ta nên trao truyền, hiền giới lương bổn đạo rèn lòng. Và câu: Tứ vị nước còn
Hàn Tín. Hàn Tín, người ở đất Hoài Âm, nước Sở, Trung Hoa, sanh vào thời Tần, Hớn và Sở. Nhà rất nghèo, Tín thường đi câu cá đội gạo. Lắm khi cơm chẳng đủ no, Tín phải ăn nhờ nơi bà Phiếu Mẫu. Nhưng Tín tích cực học hành binh pháp, và lúc nào cũng mang theo mình một thanh kiếm. Ngày nọ, Tín đem cá ra chợ bán, bọn thanh niên côn đồ nhục mạ và bảo Tín: nếu không dám giết hắn thì phải lòn qua chôn hắn mà đi. Qua phút suy nghĩ kỹ, Tín cúi mình chung lùn qua chôn kẻ côn đồ. Mọi người ở chợ cười vang lên, chê Tín là hèn nhát, vì có thầy Tướng Số tên Hứa Phụ biết Tín là bậc nhân tài chưa gặp giận. Khi chú cháu Hạng Võ khởi nghĩa đánh Tần, Tín tìm đến đầu quân, nhưng họ Hàng không rõ tài, chê Tín là kẻ luồn trôn vô dụng, cho Tín làm quân giáp kích theo hầu. Mặc dầu quân sư Phạm Tăng biết Tín có tài, đã nhiều lần tiến cử, song Hạng Võ vẫn không nghe. Lúc bấy giờ, Hán Dương chuẩn bị đánh Sở, binh mã đã đầy đủ, nhưng còn thiếu một viên đại tướng chỉ huy quân đội trong cuộc đông chinh, nên Trương Lương phải đi tìm bậc kỳ tài để giao phó chức vụ tối quan trọng ấy. Ngày nọ, nhân khi ghé nhà Hạng Bán, chú Hạng Võ, Trương Lương bắt gặp trên bàn một tờ biểu của Tín bày tỏ về việc chính trị lợi hại với chú cháu Hạng Võ. Trương Lương toát mồ hôi nghĩ rằng, nếu người khác biết dụng Tín sẽ chiếm cả thiên hạ. Trương Lương tìm cách dụ được Tín và viết mật thư giới thiệu với Lưu Bang. Nhưng Lưu Bang cũng chưa rõ được tài, nên chỉ cho Tín làm quan giữ kho lương thực. Sau nhờ Tiêu Hà và Hạ Hầu Anh hết lòng tiến cử, và Tín đưa thư giới thiệu ra, Lưu Bang mới trọng dụng. Đoạn làm lễ bái tướng phong Tín làm Phá Sở đại nguyên soái, điều khiển ba quân đánh Sở. Qua thời gian huấn luyện, binh tướng tinh thông chiến pháp, Tín đem quân đánh chiếm các nơi, khi đến đâu giặc đều tan dở đến đó. Các nước Tề, Y, Triệu bao lần phải khiếp nguy, binh tướng của Hạng Võ mấy lượt phải mất vía kinh hồn trước tài hành quân thần tốc đầy thao lược của Tín. Nhất là trận đánh ở Quỳnh Dương, tiêu diệt hơn 20 vạn quân của Hạng Võ, và trận đánh tiếp ở Cửu Lý Sơn, một trận quyết định sự tồn vong giữa Hán và Sở, làm cho quân Sở hoàn toàn tan rã. Hạng Võ phải chấm dứt cuộc đời uy dũng ở bến Ô Giang, bởi không địch nổi với mưu lược của vị anh hùng đất Hoài Âm. Qua câu chuyện trên, Đức Thầy cũng dạy môn đồ đức tánh nhẫn nhục tùy thời, và cũng nói lên hoàn cảnh hiện tại của Ngài. Giá như Hàn Tín đổi thời lòng trốn, đến sao vẫn nổi như còn, làm cho Hàn Võ mất hồn mấy khi. Chuyện xưa thanh sử
lời Đức Thầy. Phước duyên để dành. Thời Đông Châu Liệt Quốc, vua Sở vì muốn che việc xấu của mình nên đòi cha con Ngũ Sa đến biết để đích miệng thế gian. Ngũ Sa và người con lớn là Ngũ Thượng về trào chịu chết, còn người con thứ là Ngũ Duyên, tức là Ngũ Tử Tư, bất bình vì quan ức nên trốn đi. Vua Sở cho quả hình đồ Ngũ Tử Tư treo khắp xứ, ra lệnh nếu ai bắt được Tử Tư đem nạp, được lãnh năm muôn học thóc và làm chức thượng đại phu. Trên đường trốn lánh, Tử Tư đến biên giới Sở Trịnh, gặp con sông Ngạc Chữ cản đường. Lúc nguy ngập, mai nhờ ngư ông đưa hộ. Ông lão biết rõ việc của Tử Tư, nhưng vì lòng trắc ẩn hay làm việc nghĩa, nên ông sẵn sàng đưa Tử Tư sang sông và đãi ăn uống tử tế. Cơm nước xong, Tử Tư cởi thanh bảo kiếm quỳ dâng cho ông lão đánh cá để đền ơn. Ông lão cười nói: vua Sở treo giải thưởng 5 vạn học thóc và chức thượng đại phu cho ai bắt đặng người. Lão còn chẳng ham lựa là thanh gươm này. Giả lại lúc này nhà ngươi còn cần nó rất nhiều, hãy để mà dùng. Tử Tư lại tạ rồi lên đường. Xong đi ít bước quay lại dặn: nếu có quan quân đuổi theo, xin cụ đừng tiết lộ tâm thích tôi. Ông lão thở dài than: lão đã vì nghĩa mà giúp, thế mà ngươi còn ngại lòng lão sao? Rồi ông tự nghĩ: nếu về sau vì lý do nào mà người này bị bắt, lão ắt có mà biện bạch nổi oan. Nghĩ xong, ông lão lao mình xuống nước tự tử. Ngũ Tử Tư trở lại cứu không kịp, nên thở dài ăn năn: ta nhờ lão mà sống, lão vì ta mà thác, thật đáng thương thay. Người con trai ông lão vớt xác cha chôn cất. Thời gian sau, Ngũ Tử Tư làm nguyên soái nước Ngô, giúp nước Ngô trở nên cường thịnh. Vua sai Tử Tư cầm quân đánh nước Trịnh, Trịnh cự không lại, nguy ngập đến nơi. Vua Trịnh liền truyền rao: ai lui được binh Ngô sẽ được chia hai thiên hạ với ta. Bấy giờ người con trai của ngư ông trước kia nghe được tin ấy, liền ra lãnh trách nhiệm, rồi bạo dạn đến gặp Ngũ Tử Tư tự xưng: tôi là con ông chài ở mé trong Ngạc Chữ trước đây. Tử Tư rất mừng rỡ nói: tiên phụ người vì một lời nói vụng về của ta mà thác, ta đang tìm cách báo đáp ơn xưa. Vậy bây giờ ta có thể giúp ngươi việc chi chăng? Người con ngư ông đáp: binh nước Trịnh quá yếu, chống không lại quân Ngô. Nay tôi vì bảo vệ sinh mạng binh dân, lãnh lệnh đến đây thỉnh cầu nguyên soái bãi binh để hai nước giao hòa. Tử Tư có dịp đáp được ân xưa, vui vẻ cho lui binh, con ông chài trở về, được vua Trịnh y lời chia hai đất nước. Đọc chuyện trên, ông lão thi ân không cần trả, nhưng phúc duyên để lại cho con hộp giống nhân nghĩa ấy di truyền cho đến ngày chung cuộc, tất nhiên con ông được hưởng hạnh phúc vinh sang. Đức Thầy nay thường xác định điều này. Trồng cây lành vì quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Thank you.
mỗi giây thân ái. Visakha là một cư sĩ tại gia của Đức Phật. Một hôm bà đến thăm Phật tại tỉnh xá Kỳ Diêu với nước mắt ràn rụa. Đức Phật hỏi: Này Visakha, sao hôm nay con có vẻ buồn thê thảm? Bạch Đức Thế Tôn: Con vừa mất đi một đứa cháu trai dễ thương, không ai trông thấy cháu mà không mến yêu cho được. Visakha: Nếu như toàn thể cư dân thành xá vệ này là thân quyến của con, thì con cảm thấy thế nào? Bạch Thế Tôn: Ước mong sao được như thế, con vẫn thầm mong rằng bất cứ người nào cũng đều là thân bằng quyến thuộc của mình. Nhưng này Visakha, ở thành xá vệ này mỗi ngày có khoảng bao nhiêu người chết? Bạch Thế Tôn: Có lẽ hàng chục người. Nếu vậy thì có ngày nào con được ráo nước mắt đâu? Bạch Thế Tôn: Thế là ân ái con cháu, tình cảm quyến thuộc bè bạn là để sầu lo buồn khổ à? Này Visakha, những ai có 100 người thân, cả ấy có 100 sự sầu khổ. Những ai có 50 người thân, cả ấy có 50 nỗi lo buồn. Những ai không chấp thủ rằng đây là ta, đây là người thân của ta, thì kẻ ấy không có sự khổ. Ta xác nhận rằng đó là người không cầu, không tham đắm, không có ưu não. Và Đức Thế Tôn liền đọc bài kệ: Sầu than với khổ đau, sai biệt có ở đời. Do thân ái chúng có, không thân ái chúng không. Do vậy người an lạc được không sầu không than. Chớ làm thân làm ái với một ai ở đời. Trong kinh Phật cũng có câu: Ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Có nghĩa là lòng ái dục không nặng thì không sanh vào cõi ta bà, còn niệm Phật chẳng nhất tâm thì sẽ không được giảng sanh về tịnh độ. Và trong sám giảng Đức Thầy cũng có dạy rằng: Biết chừng nào chúng sanh vượt khỏi bể ái hà, rứt bỏ vẹn lao. Hay là: Dứt ai ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Tri kỷ. Xưa có đôi bạn là Bảo Thúc Gia và Quảng Trọng, hai người đều sống thời chiến quốc, kết bạn thân với nhau. Lúc chưa làm quan, hai người hùng vốn đi buôn, Quảng Trọng luôn tìm cách chia phần lời nhiều hơn. Nhưng Thúc Gia không buồn, lại nói rằng: Quảng Trọng cần có nhiều tiền để nuôi mẹ. Khi mới ra làm quan, Quảng Trọng làm nhiều việc không thành, ai cũng chê cười, chỉ có Thúc Gia biết tài, cho là Quảng Trọng chưa tới thời. Khi ra trận, Quảng Trọng hay lùi lại phía sau, mọi người đều cười, cho là nhát. Chỉ có Thúc Gia bảo Quảng Trọng là còn mẹ già, cần phải giữ thân để nuôi mẹ. Khi nước Tề có loạn, mỗi người phò một công tử trốn sang nước khác và hẹn sau ai có chúa được làm vua phải tiến cử bạn cùng phò chung một người. Sau công tử Bạch về nước làm vua, tức là Tề Hoàng Công, Thúc Gia tiến cử Quảng Trọng làm tể tướng. Quảng Trọng giúp Tề Hoàng Công làm nên sự nghiệp bá chủ khắp chư hầu. Khi sắp chết, Trọng lại không tiến cử Thúc Gia thay mình. Vua lấy làm lạ hỏi. Quảng Trọng đáp: Bảo Thúc Gia là bậc quân tử chứ không phải nhà chính trị. Ông ưa điều thiện, ghét điều ác, lại ghét thái quá đến nỗi không ai chịu được. Người như thế mà nắm quyền chính, ắt hư diệt nước. Có người mách việc ấy cho Bảo Thúc Gia nghe, ông cười và nói: Chính vì thế
bà trước kia ta hết sức tiến cử, quản thượng phu cho chúa công. Thượng phu trùng với nước mà không vì tình bạn, đó là ông chẳng phụ công ta tiến cử. Giả sử chúa công phong ta chức từ khấu để trừ gian diệt định, thì ta nhận ngay. Nếu phong ta làm tể tướng, thì nhà ngươi và nội bọn còn đâu có chỗ dung thân. Kẻ ấy mắc cỡ lui ra. Bởi thế, lúc sanh thời, Quảng Trọng thường nói, sanh ra ta là cha mẹ ta, còn hiểu ta chỉ có Bảo Thúc Nha. Do đây, người đời sau gọi hai người là bạn tri kỷ. Trong giáo lý Đức Thầy cũng có câu, nghĩ việc đời xưa gặp việc nay, ai người tri kỷ ai là ai, tái sanh chọn lựa trang hiền thảo, thức tỉnh tâm chung sẽ vẹn mài. Và câu nay gặp bạn tri âm tri kỷ, cho những điều thiệt mỹ cổ lai, đừng nên sớm dội nở phai, xe dây cho chặt mà lại tắm linh. Lạc hồng. Từ ngữ lạc hồng hay hồng lạc, tức nói đến họ Hồng Bàng và Lạc Long Quân, là các nhà vua đã có công lập quốc và sản sanh dân tộc Việt Nam. Nguyên khởi là vua Đế Minh, cháu ba đời của vua Diêm Đế, tức là vua Thần Nông đời Ngũ Đế Trung Hoa. Nhân đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh thuộc tỉnh Hồ Nam, gặp một tiên nữ, hai người kết duyên và sanh được lộc tục. Sau vua Đế Minh cắt đặt cho con trưởng là Đế Nghi làm vua ở phương Bắc và lộc tục làm vua ở phương Nam. Lộc tục lấy đế hiệu là Kinh Dương Vương, đặt quốc hiệu là Xích Quỷ. Vào khoảng năm Nhâm Tuất 1872 trước Tây Lịch, bờ cõi nước ta lúc bấy giờ phía Bắc giáp Động Đình Hồ, tức là Hồ Nam, Tây giáp Ba Thục, Tứ Xuyên, Đông giáp Nam Hải. Lên ngôi Kinh Dương Vương, cưới con gái của Động Đình Quân là Long Nữ, sanh ra Sùng Lãm. Sùng Lãm nối ngôi, xưng là Lạc Long Quân. Vua Lạc Long Quân sánh duyên cùng bà Âu Cơ, sau sanh ra một cái bọc có trăm trứng và nở được trăm người con. Khi các người con khôn lớn, vua Lạc Long Quân nói với bà Âu Cơ, ta là giống rồng, còn bà là giống tiên. Rồng tiên không thể sống mãi như thế này được, vậy bà hãy đem 50 con về núi, còn ta dắt 50 con xuống biển để lập nghiệp. Do đó, người Việt từ đấy đến nay cho mình là con rồng cháu tiên hay con hồng cháu lạc. Qua mẫu chuyện trên, Đức Thầy chúng ta cũng có lời xác định.
giống hồng lạc kim chi ngọc dịp nay đổi dời nhiều sự thấp hèn. Hoặc là khắp Bắc Nam lạc hồng một giống, tha thứ nhau để sống cùng nhau. Mưa tần nắng sở, Tần Thủy Hoàng, tên thật là Triệu Chính, con của Dị Nhân, sinh thời Chiến Quốc khoảng 221 đến 206 trước Tây Lịch. Sau khi gồm thâu lục quốc, Thủy Hoàng sát hại binh tướng các nước quá nhiều, còn gồm hết sách vở của Thánh Hiền mà thiêu hủy, chôn sống 460 sĩ phu, xây cung A Phòng, tốn biết bao công quỹ nhân lực để vui hưởng riêng tư. Bắt quân dân xây Vạn Lý Trường Thành, hằng vạn gia đình phải chịu lầm than đói khổ, người căm hờn oán ghét không sao kể xiết. Vì thế, nhà Tần chỉ hưởng được ba đời là mất nước, để tiếng bạo ác muôn đời vẫn bị còn chê bai nguyền rủa. Nói đến đáng sợ, tức nói đến lòng hung tàn hiếu sát của Hạng Võ, ai cũng ghê tởm. Hạng Võ, người ở làng Hạ Tường, đất Cối Kê, tên là Hạng Tịch, mồ côi từ thuở bé, nên sống với người chú là Hạng Lương, và có sức địch muôn người. Sau khi hiệp với Lưu Bang diệt Bạo Tần, có giao ước trước mặt Sở Hoài Dương, nếu ai nhập Hạng Dương trước thì được làm vua. Lưu Bang nhờ lòng nhân đức được quân dân mến phục và vào được Hạng Dương trước. Còn Hạng Võ vì tánh nóng nảy hung hãn nên đường tiến quân gặp nhiều trở ngại, nên đến Hạng Dương sau. Hạng Võ liền bội ước và ỷ mình binh đông thế mạnh cướp lấy Hạng Dương. Những tội ác của Hạng Võ kể không xiết, chẳng những cướp đoạt kỳ công của Lưu Bang và phản phúc Sở Hoài Dương, mà còn một đêm chôn sống 20 vạn quân Tần, quật mộ Tần Thủy Hoàng, giết chết tôn tộc nhà Tần 800 người và họ Hạng của quân Thần gồm 4.600 người, đốt cung A Phòng cháy luôn 3 tháng mới tắt. Bằng hay đâu nghi ngục coi vua Tần, tăng sĩ phải gắn dùi nơi hắc ám. Vua thuở xưa, vua nước Kim, Mạn Châu ở phía đông Trung Hoa,
nguyên kim hoàng rất sủng ái hai vị cung tần, khiến bà Tiên hoàng hậu ngày đêm ghen ghét, thường bày mưu tính kế trừ bỏ. Bỗng vua Kim lâm trọng bệnh, liền dời hoàng hậu lại gần căn dặn: khi ta chết, hãy chôn hai cung tần ấy để theo hầu ta. Nói rồi vua thăng hạ. Hoàng hậu nghe theo lời dặn, nhưng trước khi đem chôn sống hai cung tần, bà nghĩ: nếu để toàn thân cho họ, thì e khi xuống xứ vàng, chúng lại được nhà vua yêu quý hơn trên trần, vì không có ta ở đó. Nghĩ vậy, nên bà bắt hai cung tần đem lóc hết thịt, có ý để khi xuống âm ti, hình hài sẽ xấu xí, tất không được yêu. Nhưng rồi lại nghĩ: hai cung tần đó còn bộ xương, nếu xuống cõi âm lại quá thành người, lại được vua yêu sủng hơn nữa chăng? Bà nghĩ ra một cách hoàn toàn hơn, là đem túi xương hai người ấy ngâm vào giấm chua cho xương tiêu mòn đi. Điển ngữ này xưa nay các nhà văn thường dùng để diễn tả những sự ganh tị ghen ghét quá đỗi mà bày ra lắm trò cay độc chua chát. Qua câu chuyện trên, Đức Thầy cũng dạy cho ta hiểu biết: chữ tài thường gặp chữ tài, trở treo tạo quá ân bài tròn.